Anh nghĩ là nó giúp ích khá nhiều. Ngoài cái việc là chất lượng thẩm mỹ thì cái việc mà chính sách bảo hành đó là nó rất là quan trọng cho việc khách hàng người ta lựa chọn cái sản phẩm đó. Và đặc biệt đó là bên mình có cái khá hay đó là bảo hành tới 5 năm. Điều này anh nghĩ là giúp ích rất nhiều cho khách hàng. Nhờ cái việc mà mình bảo hành tốt như vậy, người ta sẽ chú ý rất nhiều đến cái sản phẩm gạch của mình. Anh nghĩ là nó là một cái key để cho khách hàng người ta chọn cái sản phẩm nó nhanh hơn. Khách hàng bây giờ người ta có rất là nhiều điều kiện để người ta tới, người ta tìm hiểu những chất lượng của sản phẩm. Thì cái việc mà người ta chú ý đến chất lượng của sản phẩm hay là tuổi thọ của sản phẩm á, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến việc người ta lựa chọn cái đó. Anh gặp khá nhiều cái trường hợp là khách hàng á, cùng những cái được ưu điểm của cái sản phẩm đó, tuy nhiên á, là người ta lại chọn những cái sản phẩm mà nó có chính sách là hậu mãi cũng như là chăm sóc tốt sau khi bán hàng. Thì những cái sản phẩm mà nó có chính sách bảo hành tốt á, anh nghĩ là điều này người ta sẽ ưu tiên, người ta sẽ chọn cái sản phẩm đó. Tại vì người ta làm một cái nhà là người ta ở rất là lâu dài, và nhiều người ta dành cả một cái tâm huyết để chọn cho cái ngôi nhà đó. Thì anh nghĩ là nhờ cái chất lượng của sản phẩm bảo hành như thế này, người ta sẽ ưu tiên chọn những sản phẩm đó. Đầu tiên anh nghĩ là nó tăng sự tự tin của một công ty tư vấn thiết kế trước. Tại vì khi mà một công ty tư vấn thiết kế họ tư vấn cho khách hàng sử dụng những sản phẩm đó mà nó có chính sách bảo hành tốt á, nghĩa là người ta cũng đã lựa chọn được cho khách hàng của mình những cái sản phẩm mà nó giúp ích cho ngôi nhà của họ. Thì anh nghĩ là nó vừa tăng được cái uy tín của công ty thiết kế, vừa tăng được uy tín của chất lượng sản phẩm mà khách hàng lại có một ngôi nhà tốt nữa. Cảm ơn Mai Ca, cảm ơn mọi người.